cạnh ai lúc này để anh có nương tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh Quý, ông sao anh tới mà? Anh qua đây chỉ muốn tâm sự với em thôi. Ăn cơm chung với em luôn nha. Ờ, để em lấy cái chén cho anh nha. Thôi, được rồi. Bất ngờ lắm phải không? Tại vì em tưởng là anh còn quay ngoại cảnh ở ngoài miền Trung á. Tại vì anh nhớ em cho nên anh xin đạo diễn cho về sớm. Hả? Anh giỡn thôi, chứ anh xong sớm nên anh được về sớm. Anh nghe nói là em mới thi xong đúng không? Dạ. Thì còn vài ngày nữa là biết kết quả nè. Sao tự nhiên em lo quá à? Anh nghĩ là em không cần phải lo lắng đâu. Anh tin là em sẽ đậu mà. Mà anh với chị Linh Phương thì sao rồi? Anh với Linh Phương vừa đi cùng chuyến bay về đây. Vậy là hai người... Anh với Linh Phương đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Còn những chuyện khác thì anh chưa nghĩ tới. Anh muốn mọi chuyện phải diễn ra tự nhiên. Ừ, phải như vậy chứ. Ừ. À, còn Nguyên Thuận dạo này thế nào rồi? Em muốn biết. Từ lúc mà ảnh về nhà ảnh á, tụi em không có gặp nhau. Vậy hai người không có điện thoại gì cho nhau hết hả? Từ ngày mà ảnh về nhà ảnh á, tụi em không có gặp nhau, rồi cũng không có liên lạc gì hết á. Chắc là heo con bận. Anh nghĩ là chắc phải có một lý do nào đó. Em có thử gọi cho chị Ngọc Lan chưa? Nhưng mà chị Lan nói là dạo này heo con lạ lắm, hay đi về khuya nè, ít nói, ít cười nữa. Không có ai đoán được là heo con đang nghĩ cái gì hết. Cùng nhau hát lên cho bao người quên ơn đau.
phút đôi ta gặp nhau anh đã biết rằng từ ánh mắt em thật sâu những điều muốn nói với anh thật nhiều phải không? Ngại chi em không nói ra. Từ phút đôi ta gặp nhau em cũng biết rằng từ ánh mắt anh thật sâu những điều muốn nói với em. Còn ngại chi mà anh cũng không nói ra. Tôi có quen một người con gái, cô ấy đã dạy cho tôi sống một cuộc sống có ý nghĩa là như thế nào. Khi tôi ở bên cạnh cô gái ấy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Khi tôi thấy cô ấy thân mật với một người con trai khác, tôi thấy ghen tị. Tôi không biết mình muốn gì, nhưng khi xa cô ấy, tôi phát hiện ra rằng tôi rất nhớ cô ấy, muốn được gặp cô ấy, muốn được ôm cô ấy vào lòng và nói rằng tôi cần cô ấy. Em nhận ra tình mình sẽ không cách xa. Thật sâu những điều muốn nói anh với xin lỗi anh, anh tới trễ thật nhiều phải không? Ngại chi em không nói ra. Từ phút đôi ta gặp nhau em cũng biết rằng từ ánh mắt anh thật sâu những điều. Anh tới làm gì? Gặp nhau anh đã biết rằng
ánh mắt em anh thật sâu. Ở lộn những điều lộn rồi, tại vì thật nhiều phải không? Ngại chi em không nói ra. Từ phút đôi ta gặp nhau à, em cũng thật sự ra thì bây giờ anh quên thoại cho nên là xin lỗi. Tính ra em xin lỗi, biết ngay mà. Em biết ngay mà. Ai? Vậy vậy hả? Biết ăn đi. Ăn nó nói bậy bà. Em nhìn nó đừng mắc nữa mà. Em hoài vậy. Tình mình sẽ không cách xa. Cháu gì vậy? Cháu thật ngọt. Em tỉnh hơn một gặp anh á. Mình đi nhảy ra con. Xin mời mẹ theo con. Từ phút đôi ta gặp nhau anh đã biết rằng từ ánh mắt em thật sâu những